Loài đà điểu đã chiến thắng con người như thế nào? Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, quân đội Australia đã bắt đầu cuộc đại chiến emu chống lại kẻ thù chưa từng có trong tiền lệ. Đà điểu emu hay còn gọi là đà điểu châu Úc, cuộc chiến nhằm ngăn chặn loài chim này xông vào các khu dân cư phá phách, tìm kiếm thức ăn khi tình trạng hạn hán kéo dài. Những người lính đã cố gắng tiêu diệt đà điểu bằng súng máy. Cuộc chiến này kéo dài 6 ngày với 2.500 viên đạn được sử dụng. Tuy nhiên, chiến dịch của quân đội Australia đã kết thúc thảm bại khi chưa đầy 1.000 con trong số 20.000 con đà điểu bị tiêu diệt. Cuộc chiến với chim đà điểu châu Úc năm 1932 được ghi nhận là cuộc chiến đầu tiên mà loài chim giành chiến thắng trong lịch sử.